à, Các em ơi ngày hôm nay là ngày thứ 25 Mà sáng sớm luyện não Được chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em Và thầy Minh rất hạnh phúc khi Được dạy các em trong những cái ngày cuối cùng này Và thầy Minh rất là mong muốn là Tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh Nhiều nhiều hơn nữa Bằng cách là comment đáp án thật nhiệt tình Bởi vì việc mà các em comment đáp án Thì đó cũng chính là một việc mà giúp cho các em có thể học bài được tốt hơn và học bài được sâu hơn, sâu hơn. Thế chào Văn Mỹ nhá, thế chào HP. À, hơn nữa, đây là một học free, chính vì vậy nên là cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học này cũng như là comment đáp án Đây là một cái nguồn động lực không hề nhỏ để thầy Minh có thể thực hiện được nhiều nhiều hơn nữa Các buổi live liên tục chiến đấu với chúng ta từ hôm nay đến ngày chúng ta thi Đấy chưa? Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu chiến đấu ạ Đề thực chiến 8 cộng Thực chiến 8 cộng Đề số 03 Thực chiến 8 cộng 03 Bắt đầu nha Chào Lương Thị Trang, chào một cộng ngò rí Hello rồi, câu số 1 ạ. À. Câu số 1. À. Chất nào sau đây là este? Câu số 1. À. Chất nào sau đây là este? Anh nào? Etin acetat là este. Bởi vì nó là gì? CH3 COO c 2 5 Đúng chưa? Etin acetat mà. CH3CO 2 5 Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D Còn bạn nào đang nằm trên giường thì dậy đi nhá Dậy đi, ngồi vào bàn học đi, học bài đi Bút còn pin không? Hôm nay uh, rút kinh nghiệm là cắm sạc rồi Cứ dọa thế thôi Cứ dọa thế thôi Câu 2, công thức khoa học của đá hoa và đá phấn đó. Nào, úi dồi câu này Câu này toang đấy Câu 2 ạ công thức hóa học của đá hoa và đá phấn câu này toang đấy công thức hóa học của đá hoa nào công thức khoa học của đá hoa là gì ạ câu này toang đấy đá hoa là gì ạ đá hoa là gì càng 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 công thức hóa học của đá hoa và đá phấn em các bạn chọn gì căng đét đấy nhiều bạn chọn c rồi đá mà đá mà đá hoa và đá phấn ạ rồi các bạn chọn đáp án gì nào đấy bạn chọn c bạn chọn d này rồi không thể lừa được các bạn đáp án chính xác của chúng ta là đáp án c định uh, định hách não một vài bạn buổi sáng, đấy nhưng mà không hách được, chưa hách được tí nữa, lát sau hách sau. Yeah. câu số 3 để khử ion CO2 cộng trong dịch co 4 thì có thể dùng kim loại nào để khử ion CO2 cộng trong dung dịch co 4 thì mình có thể sử dụng kim loại nào nhá yeah. nào khử ion CO2 cộng thì để mà khử được ion CO2 cộng ấy thì chúng ta sẽ là kim loại mạnh để kim loại yếu. Nhưng mà BA tác dụng với nước mất rồi. K tác dụng với nước mất rồi. Đúng không các em? Do BA và K nó tác dụng với nước mất rồi. Nên là chúng ta không thể khử được ion Cu2+. Vậy ta sẽ phải sử dụng thằng sắt. Thằng sắt nó đẩy được thằng Cu ra khỏi dung dịch muối của nó. Nên đáp án đúng của chúng ta. Nó là đáp án C các em nhé. Câu số 4 ạ. Câu số 4 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh các em ơi. Luyện não sáng sớm ngày thứ 25 thực chiến 8 cộng đề số 03 phải thật nhanh để mình chinh phục đỉnh cao các em nhá. Câu số 4 ạ. Cho kết tuổi FEH3 lần vào dung dịch chất X thu được FeCl3 chất X là. Thế thì đó là FEH3 lần nó phải tác dụng với anh chất X. Thì FEH3 lần nó chỉ tác dụng với HCl để tạo thành FeCl3 thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu số 5 ạ. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân Câu số 5 ạ chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân lưu ý cho thầy mình nhá từ ở đây thì bài hỏi chúng ta là hỏi là không có phản ứng thủy phân nào các bạn có mấy đáp án xem là câu số 5 chúng ta chọn đáp án gì à, câu số 5 không phản ứng thủy phân thì nó phải là thằng các cái bọn mà monosaccharide đúng không em monosaccharide thì ở đây là fructose Nhá thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 5 đáp án a và thầy mình vinh danh một vài bạn comment đầu tiên vinh danh bạn Khải Minh, vinh danh bạn Kiều Non, vinh danh bạn Phạm Thị Ánh, vinh danh bạn KKK, Cà Cà Cà, vinh danh bạn Hà, vinh danh bạn HP chắc các bạn định cho thầy là biến thành thành vịt đây. Hôm qua vừa tới Tết mùng 5 tháng 5 xong, hết Tết mùng 5 tháng 5 rồi đừng cho thầy biến thành vịt nhá. Câu số 6 thầy, thầy Chào Nguyễn Đạt nhá. Câu số 6 ạ. Trong công nghiệp quặng được dùng để sản xuất nhôm kim loại. Nào, trong công nghiệp quặng nào được sử dụng để sản xuất nhôm kim loại? Ngoài quặng duy nhất đúng không? hoặc bù xít đáp án đúng chúng ta đáp án này phản ứng điện phân dung dịch COS4 điện cực trơ và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp kim ZnCu và dung dịch HCl thì có điểm chung là Đã. phản ứng điện phân dung dịch CuCl2 và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp kim ZnCu vào dung dịch HCl thì có đặc điểm chung là Để điểm chung gì ạ? ZnCu và dung dịch HCl ấy, và điện phân dung dịch CuCl2 thì phản ứng xảy ra kèm sự phát sinh dòng điện là sai một thằng là pin điện hóa một thằng là điện phân dung dịch điện phân dung dịch thì tiêu thụ dòng điện đấy các bạn cẩn thận nhá điện phân dung dịch là tiêu thụ dòng điện còn ăn mòn này này là pin điện là sinh điện hai cái này khác hoàn toàn nhau nên sự phát sinh dòng điện là sai đấy chưa đều cu ở cực âm sai phản ứng ở cực dương đều là cl trừ sai mà chuẩn ở đây là nó có một cái điều, điều bất biến là anh ơi chơi không có nghĩa là ở ca tốt thì đều xảy ra quá trình khử hay là quá trình oxy hóa nha các em nhá vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em ạ ồ oh, rất tốt nhiều bạn comment đúng này chưa thấy bạn nào comment sai chưa thấy bạn nào comment sai ạ chắc là câu thấy câu 7 khó quá chỉ một vài bạn comment thôi nhà thấy mấy bạn nào cũng comment đáp án D các em ơi mạnh dạn comment đáp án đi đừng sợ sai Đừng sợ sai các em nhá Mạnh mẽ comment đáp án đi Một lần sai là một lần nhớ Sai một lần nhớ cả đời cơ mà Đừng sợ sệt bất kỳ ai cả Bây giờ có thể ở đây rồi Công kinh nhá Cảm ơn Phạm Thị Ánh nhá Cảm ơn tất cả bạn và các em Mạnh nhanh tay comment đáp án ạ. Ok ạ Câu tiếp theo Câu số 8 Full đề mà Câu số 8 ạ Phát biểu nào sau đây không đúng Nước tự nhiên thường là nước chứa tính cứng toàn phần. Nước cứng làm giảm tác động của xà bóng giặt quần áo. Nước cứng chứa ít hoặc không chứa. Nước chứa ít hoặc không chứa mà hai cộng và C2 cộng là nước mềm. Đun sôi nước cứng có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu. Vậy ở đây ý nào là không đúng ạ? Hay chưa? Ý nào không đúng? Đúng rồi, chính xác. Thầy trong Nguyễn Dương Tuấn Khoa nhá. Không đúng ở đây chúng ta đã bán dễ. Đun sôi nước cứng có thể làm mềm. Có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu đun sôi nước cứng có thể làm mất tính cứng vĩnh cửu. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Chính xác. Bởi vì đun sôi nước cứng chỉ có thể làm mất tính cứng tạm thời thôi, còn tính cứng vĩnh cửu thì không thể bị mất nhá khi đun sôi. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Trong số các kim loại sau, kim loại nào là kim loại cứng nhất? Trong số các kim loại sau, kim loại nào là kim loại cứng nhất? Cứng nhất là gì ạ? Cái thứ nhất là gì? Ô hôm nay các bạn comment chậm thế. Nhanh nữa lên nào game. Ôi rồi ôi hôm nay comment chậm đấy. Chuẩn bị thầy Minh uh, chuẩn bị thầy Minh uh, ráp hóa giờ mà bây giờ các bạn comment với tốc độ rùa bò thế này. Chiến đấu làm sao được, phải mạnh mẽ lên. nhưng này cứng nhất là gì ạ? B, CR, Crut, Câu 10. ST không tác dụng với gì? Chú ý nha, anh này anh ST nó có nối nôi CC nên nó có cả phản ứng cộng nữa. Nên ST này thì chắc chắn thủy phân trong môi trường kiềm là đá bắt. Chắc chắn thủy phân trong môi trường axit là nước. Chắc chắn tác dụng S2. Vậy nó không tác dụng với AGNO3 các em nhé. Không tác dụng với AGNO3. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta. Đó là đáp án A. À, câu số 11. Phát biểu nào sau đây là không đúng. Trời mấy phát biểu không đúng này khoai phết. Vừa mới mở mắt ra phải làm mấy câu này. Đúng không ạ? Mạnh mẽ lên nào các em ơi Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ à? Metinamin có tính bao giờ mạnh hơn ở H 3 Metinamin có tính bao giờ mạnh hơn ở H 3 Đúng dipeptit Gliala có hai liên kết peptide sai chưa Sai lẻ dipeptit Gliala nó chỉ có mấy liên kết peptide một liên kết peptide thôi Để bạn đúng đáp bạn B Thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Đã comment đáp án rất là nhiệt tình cũng như là chia sẻ buổi học này lại về tường cái việc mà các em có mấy đáp án cũng như là chia sẻ buổi học này lại đấy là một cái nguồn động lực không hề nhỏ cho thầy Minh có thể dậy sớm chiến đấu cùng các em chiến đấu liên tục cùng các em nhá cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều và rất mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này bởi vì đây là một học free và để coi như là một nguồn động lực để thầy Minh có thể chiến đấu với các em cho đến tất ngày chúng ta thi Nhá, cho đến tận ngày chúng ta thị ok ạ câu số 12 ban đầu tiên thì mình thì không nghĩ là mình có thể dạy được liên tục như vậy và ngày hôm nay là ngày số 25 thì mình dạy liên tục cùng các bạn rồi quá kinh khủng câu 12 phát biểu nào sau đây là đúng câu 12 phát biểu nào sau đây là đúng 12 phát biểu nào sau đây là đúng ạ hydro hóa hoàn toàn triolin lỏng thu được triolin tristerin rắn nào Hero hóa hoàn toàn triolin lỏng thu được tristerin là đúng sau khi lưu hóa tính đàn hồi của cao su giảm đi là sai nó giảm đàn hồi nó phải tăng lên tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng sai trùng hợp ni lông sáu sáu thuộc loại tơ thiên nhiên sai vậy đúng là a à. mười ba nhỏ vai giọt dung dịch phenol và vào ống nghiệm đựng dung dịch chất x dung dịch chuyển sang màu hồng vậy chất x là đề thực chiến đám cộng của thầy khó hơn nhiều so với lề luyện phản xạ các em nhé bạn thấy không? Đề thực chiến 8 cộng chúng ta phải đọc rất kỹ nếu không rất dễ bị lừa. Level làm đề chúng ta đã tăng lên một đỉnh cao mới. Nhỏ vài giọt dung dịch phenol và và ống nghiệm đựng dung dịch chất x, dung dịch chuyển sang màu hồng. Vậy chất x của chúng ta là màu hồng, phenol mà chuyển thành màu hồng thì nó là cái màu của môi trường kiềm. Đúng không ạ? Vậy đó phải là anh metin amin nhá Đừng bạn nào bị lừa, chọn D. Đây này, úi rồi ôi. Kiều non này non lắm Thịt thơm lắm Kiều non đã bị lừa Chia buồn với bạn kiều non Một lần sai là một lần nhớ Sai một lần Chúc em nhớ cả đời kiều non nhé Câu 14 ạ Trường hợp nào sau đây không xảy ra mòn điện hóa Trường hợp nào sau đây không xảy ra mòn điện hóa Nào Phải thật nhanh các em ạ Trường hợp nào sau đây không xảy ra mòn điện hóa điện hóa ăn mòn điện hóa là nó phải có hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau đúng chưa vậy để mà không xảy ra ăn mòn điện hóa thì là gì ạ a à, đốt lá sắt trong khi oxy không có hai điện cực được chưa không có hai điện cực thì làm gì đấy do là giảm điện câu 15 độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của anh nào độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của anh nào thì độ dinh dưỡng phân lân đây là kiến thức học thuộc trong bài phân bón hóa học thì độ dinh dưỡng của phân lân là được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của P2O5 nhá. Đừng bạn nào gà chọn P được chưa? P2O5 làm bài tập phân nhiều rồi nên là thầy nghĩ rằng là các bạn không bị sai câu này đâu. Có sai thì là ngu ngơ thôi. Câu 16 ạ. Câu 16. hidro hóa glucose sản phẩm thu được là Hiro hóa glucose sản phẩm thu được là Điều kiện tiên quyết để chúng ta đạt được điểm 9 là chúng ta phải ăn chắc ở vùng điểm 8. Vì vậy nên những câu lý thuyết dễ và những câu lý thuyết đếm là những cái câu mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm chính xác, đúng và phải trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Đấy chính là cái điều mà thầy Minh suy nghĩ và thầy Minh muốn chia sẻ tới tất cả các bạn và các em. Chính vì vậy nên thầy Minh mới thực hiện chuỗi like sáng sớm, học hóa, dạy học sáng sớm và chuỗi like để đã đến ngày hôm nay là ngày số 25. Và hôm nay là thầy trò chúng ta là chiến đấu sẵn để thực chiến 8 cộng để số 03 rồi rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh à, hãy chia sẻ là buổi học này bởi vì đây là một buổi học free cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều câu 16 ạ hydro hóa glucose thì chắc chắn ta thu được sobiton đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D câu 17 ở nhiệt độ cao khí H2 khử được oxit nào sau đây thì nhiệt độ cao H2 chúng ta sẽ khử được oxit mà đứng đằng sau thằng Al đó là đáp án D à, câu 18 chất nào sau đây tác dụng với NaHCO3 và sinh ra khí CO2 thì NaHCO3 của chúng ta là một chất mà có tính lưỡng tính vì vậy nên nó sẽ có khả năng nó tác dụng được với lại anh uh, gì ạ anh axit đúng không H3 tác dụng với lại hcoh để ra được co2 sáng nào thầy cũng like lúc 5 giờ 15 câu 19 bột ngọt còn được gọi là mì chính được sử dụng làm dụng làm gia vị và muối là muối mononatri của axit glutamic công thức của mononatri glutamat là ôi dồi ôi câu này hay nhớ thầy này axit glutamic muối mononatri bỏ đây là muối đi rồi được chưa axit glutamic của chúng ta nó phải có 5 c đếm này một hai ba bỏ tiếp một hai ba bốn năm mononatri 1, một hai ba bốn năm ô thằng đáp án c và đáp án d cùng có 5 c như nhau bây giờ chúng ta phải chọn đáp án nào các em hãy cho thầy dẫn lối câu số 19 chín đáp án gì ạ Chú ý cho thầy, một điều sao? Glutamic là alpha amino acid. Nếu các bạn nắm được điều này thì các bạn sẽ không bao giờ bị sai. Và alpha amino acid thì nhóm N2 phải đính vào đâu ạ? Alpha amino acid thì nhóm N2 phải đính vào phải đính vào vị trí C số 2 đúng không? Hay là C alpha. Nên đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án C mà thôi các em ạ. Đáp án chính xác của thầy cho chúng ta là đáp án C nhá. Câu 19 đáp án C. Đây là các kỹ thuật để chúng ta có thể nhớ, logic để nhớ nhá đi vào phòng thi gặp phải những câu này mà nếu chúng ta không có kỹ thuật nhớ thì coi như là toàn coi như là toàn hẳn câu 20 gan gan có thành phần chính là sắt và được sản xuất từ quá trình khử oxit trong lò cao quá trình nhiệt luyện gan được thực hiện bằng phương pháp gì nhiệt luyện và gan thì chắc chắn không thể thủy luyện được không thể nhiệt nhôm được không thể điện phân được mà chỉ thể hiện bằng phương pháp đó là nhiệt luyện đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, kèm nhé. Đáp án A, câu 21. Trên nhãn một chai cồn được dùng để sát trùng da, sát trùng một số dụng cụ y tế có ghi là cồn 70 độ. Phát biểu nào sau đây là đúng về loại cồn này? Phát biểu nào sau đây là đúng về loại cồn này? Cứ 100 ml cồn trong chai có 70g metanol là sai. Độ rượu là gì ạ? Là số ml rượu nguyên chất có trong 100 ml dung dịch cơ mà. Nhiệt độ sôi 70 sai, 100 g sai. Đây 100 ml cồn có 70 ml đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án D các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 22 ạ. Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi trong các cái buổi học live cùng với thầy Minh. Ngày hôm nay thầy trò chúng ta đã chiến đấu với nhau 25 ngày. 25 ngày thầy trò chúng ta cùng dậy sớm chiến đấu ở bên cạnh nhau. Và thầy Minh tự tin rằng trong những ngày cuối cùng, thì mình sẽ vững bước và sát cánh bên cạnh tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn và các em rất nhiều. Câu 22. Tơ ni lông 6,6 nào là đúng, đúng. nhận xét nào đúng? Chứa liên kết peptide là sai nhé Liên kết peptide là liên kết nhco được tạo bởi từ các gốc alpha amino acid được chưa? Được điều chế bằng phản ứng trùng hợp sai. Nó phải được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng nhá thuộc loại terpolyamid đúng bởi vì nó có liên kết NHCO thì chắc chắn nó là terpolyamid. Còn bền trong môi trường axit và kiềm là sai bởi vì liên kết NHCO lại kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm nha. Câu 23. Loại dầu mỡ nào sau đây không chứa chất béo? Loại dầu mỡ nào sau đây không chứa chất béo? Nào, anh nào? Mỡ động vật có, dầu cá có, dầu thực vật có, vậy chỉ có dầu ma rút thôi. Dầu ma rút là các hydrocarbon mạch dài được chưa hay là các hydrocarbon cao phân tử đấy không hai tự hai các bạn chọn đáp án gì nào thật nhanh hai tư con có mấy đáp án thật nhanh như thầy nào các bạn à, nhớ rằng là nhớ đặt xem trước này click vào nút chuông này đặt xem trước thấy mình nhá để không bị lỡ bất kỳ một buổi live nào của thầy có hai hợp chất hữu cơ x được sử dụng để sản xuất polymer x tác dụng được dung dịch NaOH à, x tác dụng với NaOH dung dịch Br2 Thế thì nó chỉ có thể là ST thôi Đúng không? Tác dụng được với dung dịch BR2 phải có nối đôi Vậy thì nó chỉ có thể là metin met acrylate trong này Đúng chưa? Đấy, nó đấy ạ Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta Đó là đáp án C Để thầy đăng lên trên tọt tò top à Để ngày nào chả có em Câu 25 ạ Dung dịch phóc môn. môn là dung dịch của chất nào sau đây Phóc môn là HCHO Dung dịch phóc môn là HCHO Nồng độ từ 37 cho đến 40% nhá. Nên nó là HCSO anhid formic đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À. 26 ạ. Chất nào sau đây có tính lượng tính ạ? Thật phải thật nhanh các em ơi, luyện phản xạ nào. Luyện phản xạ nào. 26 ạ. Chất nào sau đây có tính lượng tính? Hôm nay thầy ra đề nó hơi khoai nên là các bạn comment hơi chậm. Các bạn comment hơi rén đúng không? Chất nào sau đây có tính lượng tính? Sang phần đỡ rén rồi. Lượng tính là gì ạ? Là có 5 xi lượng tính. Nhá. Yeah. 3 lần, CROH 3 lần, ZNOH 2 lần. PB What Island, Island, Nên tính lượng tính chúng ta là A Câu 27 Phản ứng nào sau đây không sinh ra khí ạ Câu 27 Phản ứng nào sau đây không sinh ra khí Lưu ý cho thầy Minh nhá Không sinh ra khí Phản ứng nhôm vào NaOH H2O sinh ra khí H2 Al Cl sinh ra khí H2 Al và H3 đặc nóng Có thể sinh ra rất nhiều khí là sản phẩm khử Đúng không? Thường thì sinh ra khí NO hoặc nấu 2 al AL2O3 vào NaOH không sinh khí các bạn nhớ chưa AL2O3 vào NaOH không sinh khí vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D không sinh khí là D câu 28 ạ chất nào sau đây thuộc loại amin bậc bạ câu 28 ạ chất nào sau đây thuộc loại amin bậc bạ nào anh nào sau đây thuộc loại amin bậc 3 nào các okay? amin bậc 3 là CH3 tất cả 3 lần N đúng không? Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A. Câu 29 ạ. Amino axit đầu N. Câu 29 amino axit đầu N của peptit có câu nhóm chức là mình amino axit thì mình có hai cái đầu. Một đầu là đầu C là chứa nhóm C OH tự do. Có một đầu là đầu N chứa nhóm NH2 tự do. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Được chưa? Câu 30 ạ. Câu 30 Khó khó đây Khoai khoai đây Hòa tan bột sắt vào dịch H2 4 loãng dư Fe vào H2 SO4 loãng dư Thì chúng ta thu được Dung dịch X của chúng ta Chắc chắn là Fe SO4 Được chưa Để chứng tỏ X chứa Fe4 Người ta nhỏ vài giọt dung dịch Y Và dung dịch X Thì xảy ra phản ứng Làm Y mất màu Lưu ý nhá Phản ứng làm Y mất màu Thế thì fes số 4 thì nó sẽ không tác dụng với MGS4 Nó không tác dụng với HCL nữa Nó cũng không tác dụng với CS4 Vậy ở đây chỉ có thể là kmno 4 kmno 4 của chúng ta còn được có một cái tên gọi khác Đó là thuốc tím Nên khi nhỏ kmno 4 vào Thì nó sẽ làm mất Thì fes 4 sẽ làm mất màu tím của dung dịch kmno 4 Vì vậy nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C kèm nhá Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C Do FE dương 2 nó còn tính khử còn MN dương 7 nó có tính oxy hóa Phản ứng với nhau nó tạo thành FE3 cộng Cộng với lại MN2 cộng Thấy chưa Nên đáp án câu 30 của chúng ta là đáp án C Đề hôm nay khá là chất Đúng không Cái đề hôm nay quá thích luôn Đề hôm nay đứa nào mà đọc vớ vẩn là toàn Câu 31 Tinh bột là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người Và một số động vật trong công nghiệp tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucose hồ dán phát biểu nó cho đây sai. Tinh bột bị trương phồng trong nước nóng đúng. Tinh bột không tan trong nước lạnh và bị trương phồng trong nước nóng. À, chúng ta nhìn thấy hạt gạo đấy, xong rồi cho trong nước nóng đun lúc thì nó trương phồng lên, đúng không? Tinh bột có phản ứng trắng bạc là sai rồi, đúng chưa? ở à, cái A này đúng chứ? B sai này. Tinh bột hấp phụ iốt tạo thành màu xanh tím. Tinh bột bị thủy phân trong môi trường axit, chính xác. Vậy sai của chúng ta là B. Tinh bột thì không bao giờ có phản ứng trắng bạc. Bởi vì nếu tinh bột mà có phản ứng trắng bạc thì người ta sẽ không sử dụng glucose để mang đi trắng bạc, trắng phích trắng gương nữa mà người ta sử dụng ngay tinh bột. Bởi tính bột chúng ta trồng được Đúng không ạ 32 Kim loại Fe tan ở trong dịch chất nào sau đây 32 Kim loại Fe tan được trong dung dịch chất nào sau đây Phải thật nhanh nhá Kim loại Fe tan được trong dịch nào sau đây Phải thật nhanh Fe Fe thì nó tác dụng đối với Fe3 cộng Để tạo ra Fe2 cộng nên đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án D Tuyên dương bạn Lương Thùy Trang, Tuyên dương bạn Thùy Duyên Hai bạn này là học sinh ở lớp offline của thầy Tuyên dương hai em, rất tốt cứ giúp bạn Phạm Minh Phương dần offline như thế mình đấy rất tốt câu ba bạn các kim loại kiềm có tính chất hoặc đặc điểm nào sau đây câu ba bạn các kim loại kiềm có tính chất hoặc đặc điểm nào sau đây thì tính chất của các kim loại kiềm tính khử yếu sai tính khử của bọn kim loại kiềm cực kỳ mạnh các bạn đừng để bị lừa vào câu 33 nhá khối lượng riêng lớn sai khối lượng riêng nhỏ nhất là li ti nhiệt độ nóng chảy cao sai Đúng chưa? Độ cứng thấp mới đúng nha Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. Bỏ độ cứng thấp độ cứng của các canh kim loại kiềm thấp người ta có thể cắt được hầu hết canh kim loại kiềm bằng một cái dao bị cùn thấy chưa câu 34 khí nào sau đây là tác nhân gây ra hiện tượng mà để vôi sống co trong không khí ở một khoảng thời gian hiện tượng một phần vôi sống bị chuyển hóa vậy thì nó là khí co2 bởi vì cao cộng co2 tạo thành caco 3 được chưa? Vậy khí gây nên hiện tượng trên đó là carbon dioxide kèm nhá. Khí gây lên hiện tượng này đó là carbon dioxide. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 35. Hóa chất nào sau đây làm mềm được nước cứng có tính cứng tạm thời? Thì làm mềm được nước cứng có tính cứng tạm thời nó là anh nào? NA3PO4 NA2CO3. Đúng chưa? 36 phát biểu nào sau đây là sai? 36 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai các em? phải thật nhanh ạ à. comment đáp án phải thật nhanh làm sao phải nhanh hơn thầy chúng ta đang luyện phản xạ hóa học và đang đến cái đề thực chiến số 03 để rất chất phát biểu là sao đề xài tinh bột và xác đều là các bùi rác đúng dung dịch glucose hoàn toàn là siêu hoa lần đúng tại vì nó có hoa đa kể glucose và fructose là đồng phân của nhau đúng cho sen và y 2 xuất hiện màu xanh tím sai là d, sai chuẩn là d luôn câu 37 37 ạ à. 37 này giải thật nhanh nha các em nhá 37 này sử dụng skill của Thế Minh Đúng không ạ? 37 này sử dụng skill Thầy Minh Skill của Thầy Minh ạ Chúng ta lấy khối lượng của kim loại 5,85 Chia cho số mon e trao đổi 7,28 chia 2,4 Nào ra số mon 7,28 7,28 chia 22,4 Ra số mon H2 Bằng 0,325 mol 0,325 Vậy 5,85 chia cho 0,325 Nhân 2 Thì ra đương lượng nhá nhân 2 này bằng này 5,85 5,85 chia n bằng 9 9 x 1 bằng 9 9 x 2 18 9 x 3 27 27 về đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D Ok chưa câu 38 ạ câu 38 ạ trong giờ thực hành hóa học để bảo vệ môi trường thì chúng ta không nên làm việc nào sau đây ạ là trong giờ thực hành hóa học để bảo vệ môi trường thì chúng ta không nên làm việc nào sau đây sử dụng lượng hóa chất vừa phải có nên xử lý chất thải bằng pháp phù hợp có thu gom hóa chất thải vào bình chứa có vậy không nên là gì đổ hóa chất vào bồn rửa nhé các bạn đừng đi đổ hóa chất vào bồn rửa nhé như vậy rất là kinh khủng được chưa nó gây ô nhiễm môi trường nhá câu 39 ạ polymer x là chất rắn trong suốt có ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ và vậy monomer để tạo thành plexiglas là metin mes -acrylass. và metin mes của chúng ta thì nó chính là anh đáp án à câu 40 kim loại nào sau đây là kim loại kiềm kim loại nào sau đây là kim loại kiềm lâu nay không rảnh chơi free fire các em đúng không lâu nay không rảnh chơi free fire vậy đáp án đúng của chúng ta là gì lâu lâu nay không Rảnh Chơi phi phai. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, CF nha. Rất dễ CF Câu 41. Khi cho kim loại Cu phản ứng với no 3 đặc thì tạo thành khí độc hại. Độc hại này nó thường là khí no hai. Biện pháp nào để xử lý tốt nhất để chống ô nhiễm môi trường? Vậy để chống ô nhiễm môi trường chúng ta phải sử dụng một cái anh nào đó mà nó hấp thụ được NO2. Và chú ý cho thầy rằng NO2 của chúng ta nó là oxit axit. Đúng không ạ? oxit axit à? Vậy chúng ta phải sử dụng bông tẩm một cái anh mà phản ứng được với oxit axit. Vậy đó chỉ có thể là bông tẩm gì ạ? À? Bông tẩm nước vôi. Nước vôi là Ca quá hai lần. Thì nó sẽ tác dụng với NO2, nó sẽ hấp thụ nó. Ok nhá. Đáp án chính xác của thầy trò của chúng ta là đáp án C. Câu 42. Cho 3,37 g gồm natri và kim loại cầm kiềm mờ tác dụng với nước thu được 2,576 nào lại phải đi tìm số mol. 2,576 chia 22,4 Số mol chúng ta bằng 0,115 0,115 Kim loại kiềm bây giờ thầy đặt Kim loại kiềm trung bình là M Vậy thầy sẽ có là số mol sẽ, Số mol à, sẽ bằng 2 lần số mol H2 Bằng 0,115 x 2 Bằng 0,23 từ đó mình tìm được M trung bình là nguyên tử khối trung bình của anh kim loại kiềm và anh Na à? thì ta sẽ lấy là 3,37. 3,37 chia N bằng 14,65. 14,65 mà 14,65 thì nó nhỏ hơn 23 rồi. Vậy chúng ta cần một anh kim loại kiềm mà có phân tử khối nhỏ hơn 14,65. Được chưa ạ? Nào, vậy thì nó là gì ạ? Li ti, đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A. Câu 43. Hòa tan Fe3O4 và H4 loãng dư. Úi giời, câu này lừa được nhiều anh tài lắm. Câu này sẽ lừa được rất rất nhiều các anh tài nhá. Các anh tài sẽ bị sai lủng liềng ở trong câu này. Ok không? Nào các bạn cùng quan sát ạ. À. Câu số 43 khi mà thầy trò chúng ta hòa tan Fe3 4 vào dịch H4 loãng thì ta sẽ thu được dung dịch gồm Fe2 cộng Fe3 cộng H cộng SO42 trừ do H4 loãng dư. Được chưa? Thì ta sẽ có này Fe2 cộng Fe3 cộng chắc chắn tác dụng với NaOH. Fe3 cộng chắc chắn tác dụng với Cu. Đúng chưa? Đây mình có này các bạn cẩn thận không? Chỗ này bị toang này. H cộng này, NO3 trừ này, coi như H3 này. Đúng không ạ? H cộng NO3 trừ coi nhát NO3 nhá. Ở đây trong dịch chúng ta có sẽ có sắt 2 cộng. Vậy sắt 2 cộng cộng với H cộng cộng với NO3 trừ để tạo thành sắt 3 cộng cộng NO. 3 chất. S4 này trừ với B2 cộng 4 chất. H cộng với AL 5 chất. Vậy tất cả chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 chất kèm nhá. Chia buồn với bạn Hùng chọn đáp án B. Chia buồn với Đức Anh chọn B. Chia buồn với tất cả các bạn đã chọn đáp án B. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời chia buồn với Quang Minh Nguyễn fan cứng của thầy Minh chọn đáp án B đấy chưa đấy, chia buồn với cả các bạn và các em đã chọn 43 đáp án B đáp án B là một đáp án sai câu 44 ạ câu 44 ạ muốn lấy 8 cộng thì chúng ta phải sự gọn sự đẹp những câu như thế này cho 0,2 mol hỗn hợp gồm phenin clorua phenin clorua C6H5 NH3 CL Alanin, Alanin, Glycine, được chưa? Tác dụng với H2SO4 nồng độ amon, vậy số mol là 0,3, được chưa? Thu được dung dịch Y, đấy thì thầy cứ coi như bọn này là dung dịch Y đi, được chưa? Cho dung dịch Y tác dụng vừa đủ với NaOH, vừa đủ nhá, đây là 0,2 mol hỗn hợp này. Vừa đủ nói số mol là 0,5 Xác định giá trị của A Thế thì bây giờ các bạn phải nhìn tinh ý thế này Về mặt bản chất cái phản ứng này Các bạn nhìn thấy sẽ rất là khó Nếu các bạn đi phân tích ra thành từng một phản ứng một Các bạn sẽ rất dễ bị loạn Được chưa Thế thì bây giờ chúng ta nhìn nhá c 6 h 5 n 3 cl hay là alai gly thì đều ăn một nó áo mắt đúng không vậy tổng số mol là 0,2 thì ta sẽ có là 0,5 thì sẽ chính bằng 0,2 này cộng này H24 thì có 2 cộng nên ăn 2 Nào mắt 2 nhân với 0,3A Được chưa ạ Vậy suy ra ta tìm được A luôn Bằng 0,5 0,2 bằng 0,3 Đúng không 0,5 0,2 bằng 0,3 Nhìn trông rất là khó nhưng mà lại dễ không tưởng luôn 0,3 chia cho 0,6 A của chúng ta bằng 0,5 nhá A của thầy trò chúng ta bằng 0,5 Với đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B bỏ Đấy, thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 44 đáp án B Rất tốt nha 44 đáp án B Ok ạ Like sáng nào hôm like Like từ hôm nay đến thi mà mèo Sáng nào hôm like 45 ạ Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T Được ghi ở bảng sau Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T Được ghi ở bảng sau Bây giờ chơi từ dưới lên T Tác dụng của CO2 lần dù gì mà sẽ làm vậy có quát đa kề Không loại thằng nào Z tráng được bạc Xác không tráng được bạc Vậy bỏ A bỏ Z rồi Y làm mất màu nước brom À đâu kết tủa màu trắng luôn Kết tủa màu trắng thì không phải natri acetat Chỉ có anilin X làm quỳ tím chuyển màu xanh Vậy nó chỉ có thể là natri acetat Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án C 45 đáp án C 46 ạ 46 ạ Đấy các em thấy không đây mới gọi là thực chiến 8 cộng Thực chiến 8 cộng phải như thế này các em ạ Đấy, thế này thì mới làm cho điểm ở game cao được Chúng ta đã đến những cái câu lý thuyết mà khá là khoai Khoai rất nhiều lần không còn là lý thuyết chọn nữa. Insulin Vì phân một insulin thu được heptapeptidic nhá. Heptapeptidic Hepta là 7 đấy, được tạo bởi từ 7 gốc alpha amino acid Vì không phân hoàn, không hoàn toàn thì thu được hỗn hợp chứa peptide đây glu g l n c -S. được chưa g l i l e a g l n c b s xong lại thêm c -S. đấy ghép vào đây có đây chưa có đây chưa được chưa CS này ở đầu không có này Nhưng mà có Glu GLN Thế đây có GLU GLN Vậy là VA đứng trước này VA đứng trước này Được chưa Bây giờ ta còn gì ạ GLI ILE VA Vậy đây sẽ là GLI ILE VA Ok chưa Đủ không 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đây đúng là hepta rồi Nếu đánh số thứ tự amino acid đầu N là số 1 2, 3, 4, 5 thì amino acid ở vị trí số 5 trong x là GLN. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Rất kinh khủng đúng không các em? Rất kinh khủng. 46. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D. Thầy Tuyên Dương Nguyễn Đạt, thì Tuyên Dương Phạm Minh Phương. Đấy thì đây là những cái bạn mà dũng cảm chọn đáp án cầu 46. Rất tốt, Tuyên Dương tất cả bạn và các em. Chúng ta sang một câu 47. Câu 47 này là một câu thí nghiệm vô cơ. Vậy em nhớ kỹ cái lời dự đoán của thầy Minh nhá. Là năm nay các em sẽ có một câu thí nghiệm vô cơ mức độ vận dụng cao nha các bạn nghe kỹ lời dự đoán của thầy mình chúng ta sẽ có một câu thí nghiệm vô cơ mức độ vận dụng cao câu 47 mươi đáp án gì ạ câu 47 mươi cho thanh kim loại zn và cu được nối với nhau bằng dây dẫn cho thanh kim loại zn và cu được nối vào nhau bằng dây dẫn cùng ngâm vào dung dịch khác bốn loãng thấy hiện tượng sau bột khí thoát ra chậm ở thanh zn nhưng lại thoát ra nhanh hơn ở cu phát biểu là sao đề là đúng zn bị ăn mòn hóa học cu bị ăn mòn điện hóa học Thiên không bị ăn mòn nhá. ZN vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn, cái này đúng. ZN vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học nhỏ hơn sai. Ăn tốc độ ăn mòn điện hóa học lúc nào cũng nhanh hơn tốc độ ăn mòn của hóa học, các bạn nhớ mãi cho thầy mình điều đấy. ZN chỉ bị ăn mòn hóa học sai tiếp, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu 48. Cho dạy các chất sau đây. Câu 48 Cho dạy các chất sau đây phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các chất trong dãy trên? Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy trên? Protein, Vinin, format, anilin, fructose. Hai chất bị thủy phân trong dung dịch axit loãng nóng xem nào. Protein thủy phân, Vinin, format thủy phân, anilin và Fructose không bị thủy phân. Đúng. Ba chất tính lưỡng tính. Lưỡng tính ở đây không có anh nào cả. Đâu, oh, từ 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 bình tĩnh. Thầy chưa nhìn tinh bột. Tinh bột cũng bị thủy phân. Đúng chưa? Vì vậy nên lại thành là A sai Mặt lẻ đấy Kinh chưa? Quả quay xe 180 độ Cực gắt Rồi cảm ơn Thanh Ngọc Thầy may quá thầy nhìn thấy rồi Ok ạ Thank you Thanh Ngọc Vậy A sai này ba chất lưỡng tính sai này hai chất tham gia trắng bạc xem nào Vinin format trắng bạc là một Fructose trắng bạc là hai Đúng một chất là mất màu dung dịch nước brom Sai Vinin format và anilin đều là mất màu dung dịch nước brom vậy đáp đúng chúng ta đáp án gì kinh chưa kinh chưa bây giờ thầy trò chúng ta cùng chiến sang các câu lý thuyết đếm bắt đầu chiến sang các câu lý thuyết đếm các em nhá các câu lý thuyết đếm kinh khủng thật kinh khủng đề này các câu lý thuyết đếm rất hay các bạn cùng đếm với thầy nhá để não nó thông vào mặt buổi sáng kinh khủng không Lý thuyết đế của thầy mình hơi bị kinh đấy Thông não sáng sớm Thôi mai thì phải, 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 phải sửa thành là chuỗi lại là Thông não sáng sớm mới được Ta có Các chất béo nặng hơn nước và không tan trong nước Sai, nhẹ hơn nước Đốt cháy hoàn toàn các bôi rát Thì luôn thu được số mol nước và số mol CO2 Sai Ví dụ như C6H10 O5 Tất cả nào lần thì không thu được số mol CO2 bằng số mol nước Acid glutamic là chất lưỡng tính đúng Tại vì ở bên trong phân tử acid glutamic Nó có một nhóm CH và một nhóm NH2 Phân tử tripeptide Thằng này có hai liên kết peptide hai liên kết NH CO Nên có hai O Đúng chưa Amino acid đầu N là lysine Một nhóm CH Nên bằng hai O nữa Nên tổng cộng nó có 4 O Đúng Visco và Nitron đều là tơ hóa học Đúng rồi Tơ hóa học là nó bao gồm là bọn tổng hợp và bọn bán tổng hợp Đúng tiếp Vậy ở đây câu này thầy trò chúng ta có 3 phát biểu đúng C, D, E Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A kem nhé Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta Đó là đáp án A Thầy Minh Tuyên Dương Tất cả các bạn đã trả lời đúng Đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án A Dễ quá nhỉ Dễ quá chưa có gì 50 ạ Tiến hành các thí nghiệm sau Trong các thí nghiệm trên Số thí nghiệm chỉ xảy ra mòn hóa học chỉ xảy ra mòn hóa học có nghĩa là không được xảy ra mòn điện hóa được chưa có bạn chọn nhầm rồi đấy Chia buồn với trọng hải trọng hải loát lại đi em trọng hải loát lại đi em một lần sai là một lần nhớ sai một lần nhớ cả đời lysine là amino acid đầu c đầu c này thì chỉ có một nhóm xe 2 khi nào phải là glycine thì nó mới có hai nhóm xe 2 năm mươi tiến hành các thí nghiệm sau ngâm thanh đồng nguyên chất trong dịch FeCl 3 không có hai điện cực mà chúng ta chỉ xảy ra phản ứng đồng cộng với sắt 3 cộng thôi. Để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. Nên không có ăn mòn điện hóa học ở đây mà chỉ có ăn mòn hóa học thôi nhá. Thầy lại đến lúc nào hết đề thôi. À đúng. Miếng sắt thây tây sắt trắng thiếp để lâu không ghi ẩm nó là có ăn mòn điện hóa rồi. Ngâm thanh kẽm trong dịch H4 loãng nhỏ vài giọt trong dịch CUS4. Thế là mình sẽ có hai điện cực kém đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dịch chất điện ly bỏ tiếp Vẫn sợi dây đồng đinh sắt ngâm cốc nước muối cũng ăn mòn điện hóa bỏ tiếp vậy trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học là chỉ có thằng a thôi nên đáp án đúng của chúng ta chỉ có là một thằng đó là đáp án d kèm nhá được chưa được chưa rất dễ kèm ạ à. rất dễ câu 51 mươi à. ạ ô câu 51 đã đến câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay rồi Câu 51, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay các em ơi. Các bạn cùng comment đáp án với thầy Minh xem nào, 51 đáp án gì ạ? Điện phân. Nào. Điện phân. Điện phân ạ, điện phân ạ. Điện phân xét các phản ứng, số phản ứng tạo ra sản phẩm có oxit kim loại là năm 51 ạ, xét các phản ứng. Xét các phản ứng. Xét các phản ứng số phản ứng tạo ra sản phẩm oxit kim loại nhiệt phân đá vôi ở lò nung vôi CaCO3 tạo thành CaO cộng CO2 có oxit kim loại đúng điện phân hỗn hợp nóng chảy nhôm oxit và cryolit thì ta sẽ thu được Al và O2 không có được chưa phản ứng nhiệt nhôm để hàn đường ray lại Fe2O3 cộng Al thì tạo thành Al2O3 cộng Fe có oxit đúng không hai cái đúng đốt quặng pirit trong không khí sinh ra FeO3. Có cái nữa, điện phân NaCl có màng ngăn, dung dịch thì không sinh. Được chưa? Nó tạo thành NaOH cộng với lại Cl2 cộng H2O. Vậy ở đây chúng ta chỉ có 3 phản ứng mà sản phẩm có oxy kim loại thôi. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án C em ạ. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án C. Đấy. Ok. Ok 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 Rồi Ok Hello Xin chào tất cả các bạn và các em <laughs> Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi cái buổi live cùng với thầy Minh Thì cái buổi live này ấy được thầy Minh thực hiện liên tục nhá Thầy Minh thực hiện liên tục Vào các buổi sáng Bắt đầu từ năm giờ 15 và đến ngày hôm nay đến ngày hôm nay ấy, là ngày thứ 25 rồi nên là rất là mong muốn rằng những cái ngày cuối cùng thầy Minh có thể sát cánh cùng với tất cả các bạn và các em chiến đấu cho đến ngày cuối cùng rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em về sự ủng hộ nhiệt tình này và không quên follow thầy Minh nhá để không bị trễ bất kỳ một buổi live nào rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em và chúc tất cả các bạn và các em một buổi sáng vui vẻ hạnh phúc năng suất cày được thật nhiều đề và nhớ thầy chúng ta nên chúng ta nên luyện vào cái buổi sáng để chúng ta có được một cái sự phản xạ hóa học thật tốt được không ạ rất là cảm ơn tất cả bạn và các em và hẹn gặp lại chào tạm biệt hẹn gặp lại các em vào sáng ngày mai sáng mai mình chiến tiếp nhá bye bye chào tạm bạn chào tất cả các bạn và các em hẹn gặp lại vào sáng mai rồi bye bye chào tạm biệt